Xin kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất về diễn biến chính trường thế giới trên kênh youtube của chúng tôi Và sau đây là nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay Adipka đang trở thành tâm điểm do tranh giữa Nga và Ukraine Mới đây, ảnh vệ tinh cho thấy tập đoàn quân số 2 của Nga có thể đã mất 1 phần 3 lực lượng cùng nhiều thiết giáp trong hoạt động tấn công Adipka Theo nhận định, Nga đã mất ít nhất hàng trăm phương tiện chiến đấu trong thời gian này Trong đó có các khí tài hiện đại như xe tăng T-80 xe chiến đấu bộ binh BMP2. Tập đoàn quân hợp thành số 2 cùng các đơn vị phối thuộc từ Cộng hòa Nhân dân Donetsk với quy mô lực lượng khoảng 3 lữ đoàn, ngày 10 tháng 10 bắt đầu chiến dịch tấn công Adipka, thành phố được ví như bắc mút thứ hai ở vùng Donbass nhằm làm giảm sức ép phản công của Ukraine. Trong hơn 2 tuần qua, tập đoàn quân này đã liên tiếp mở các đợt tấn công vào hướng phía Bắc và phía Nam Adipka, nơi họ đối mặt với phòng tuyến Ukraine được chuẩn bị kỹ lưỡng cùng trận địa mìn, hỏa lực pháo binh và máy bay không người lái UAV vũ trang. Được biết, Nga chưa đạt được thành công đáng kể nào trong nỗ lực tiến công Adipka, trong khi Ukraine duy trì thế trận phòng thủ và không có ý định phản công tại đây. Hiện Nga và Ukraine chưa đưa ra bình luận. Trước đó, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine thông báo quân đội của họ đã đẩy lùi khoảng 10 cuộc tấn công của Nga vào thành phố chiến lược Adipka. Ông Vitaly Barabat, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự của Adipka, cho biết các cuộc tấn công diễn ra suốt ngày đêm ở trung tâm thành phố này và trên con đường duy nhất được sử dụng để vận chuyển hàng tiếp tế đến đây. Cũng theo ông Barabat, khoảng 1.600 cư dân vẫn ở lại thành phố Adipka, giảm so với dân số khoảng 30.000 trước chiến tranh. Người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự của Adipka cho hay hầu hết những người còn lại đều không muốn rời đi. Adipka đã trở thành biểu tượng cho sự kháng cự của Ukraine sau nhiều tháng bị tấn công. Ngoài ra, Bakhmut cũng từng là nơi diễn ra giao tranh ác liệt giữa Nga và Ukraine, khiến cả hai bên đều chịu thiệt hại nặng nề. Moscow và Kiev đều nỗ lực giành quyền kiểm soát Bakhmut do thành phố này được đánh giá là có tầm quan trọng chiến lược. Sau trận chiến kéo nhiều tháng, vào tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine. Tuy nhiên, các nhà phân tích đánh giá rằng Adipka được cho là có giá trị chiến lược rõ ràng hơn Bakhmut. Việc bảo vệ những khu định cư ở Adipka sẽ giúp Ukraine giữ được khu vực ở rìa một mục tiêu chính trị và hậu cần quan trọng của cả Nga và Ukraine. Nếu giành được quyền kiểm soát Adipka, Nga có khả năng mở ra một tuyến đường đến thành phố Kramatorsk của Ukraine. ISVK cho rằng cuộc tấn công của quân đội Nga vào Adipka có thể sẽ giúp Moscow giành được một số thắng lợi chiến lược hoặc có thể thực hiện chiến dịch tấn công rộng lớn hơn, bởi thị trấn này là thành trì kiên cố được Ukraine bảo vệ rất nghiêm ngặt. Vừa qua, tại Diễn đàn Quốc phòng Hương Sơn ở Bắc Kinh, Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã cảnh báo phương Tây về nguy cơ gia tăng xung đột giữa Nga và Ukraine có thể dẫn tới xung đột quân sự trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân ông Sergei Shoigu chỉ trích phương Tây tiếp tục gia tăng mâu thuẫn với Nga, cho rằng mục đích của phương Tây là gây ra thất bại chiến lược cho Nga thông qua tiến hành chiến tranh hỗn hợp. Tuy nhiên, cảnh báo việc này chỉ mang lại hậu quả thảm khốc. Thuật ngữ chiến tranh hỗn hợp lần đầu tiên được giới chức Mỹ đề cập vào năm 2005. Đây là chiến lược quân sự kết hợp tổng hợp, đồng bộ nhiều biện pháp như sử dụng tin giả, cấm vận, tác động ngoại giao, vận dụng pháp luật quốc tế, can thiệp chính trị nhằm hiện thực hóa mục đích chính trị quân sự ông shoigu cũng cho rằng phương tây đang tìm cách mở rộng xung đột ở ukraine sang khu vực châu á thái bình dương theo bộ trưởng quốc phòng nga nato đang che đậy việc tăng cường lực lượng ở khu vực châu á thái bình dương với mong muốn đối thoại phô trương bên cạnh đó bộ trưởng quốc phòng liên bang nga sergei shoigu cũng cho biết moscow vẫn sẵn sàng đối thoại để giải quyết cuộc xung đột ở ukraine bộ trưởng shoigu nhấn mạnh nếu các điều kiện cần thiết được tạo ra chúng tôi vẫn sẵn sàng cho các cuộc thảo luận chính trị trên cơ sở thực tế Ông Shoigu cũng đề cập đến sự cần thiết phải đảm bảo mối quan hệ bình đẳng giữa tất cả các cường quốc hạt nhân, ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Theo ông Shoigu, các quốc gia này chịu trách nhiệm đặc biệt trong việc duy trì hòa bình và ổn định toàn cầu. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cũng cho rằng, để hình thành trật tự thế giới đa cực công bằng, cần cập nhật cấu trúc an ninh quốc tế và mang lại cho nó sự ổn định cao hơn. Về khả năng thảo luận mang tính xây dựng về các vấn đề an ninh, Bộ trưởng Shoigu cho rằng Nga sẵn sàng thảo luận và giải quyết bất kỳ vấn đề an ninh nào nếu cuộc đối thoại này diễn ra công bằng, bình đẳng và dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau của các bên thỏa thuận. Liên quan việc Nga hủy bỏ phê chuẩn Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện CTBT, Bộ trưởng Shoigu cho rằng hành động này của Nga không có nghĩa là rút khỏi Hiệp ước, mà chỉ là đảm bảo sự cân bằng với Mỹ, nước chưa phê chuẩn Hiệp ước này. Trong tháng này, Duma Quốc gia Hạ viện và Hội đồng Liên bang Nga Thượng viện Nga đã nhất trí thông qua dự luật hủy bỏ phê chuẩn hiệp ước CTBT, nhưng nước này vẫn là một bên của hiệp ước với toàn bộ quyền và nghĩa vụ liên quan. Cũng tại diễn đàn trên, Bộ trưởng Shoigu cũng khẳng định Nga sẽ tiếp tục hợp tác quân sự và kỹ thuật quân sự với các nước quan tâm ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có việc cung cấp thiết bị và tập trận chung. Theo ông, các diễn biến trên thế giới hiện nay đòi hỏi Nga phải điều chỉnh các ưu tiên chính sách đối ngoại, trong đó khu vực châu Á Thái Bình Dương giữ vị trí đặc biệt. Ông nhấn mạnh các hoạt động hợp tác kỹ thuật quân sự được thực hiện theo đúng luật pháp quốc gia và tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời không nhằm vào nước thứ ba. Nga cũng thực hiện các bước phù hợp để tăng cường hợp tác với các quốc gia Đông Nam Á. Diễn đàn Quốc phòng Hương Sơn là chương trình ngoại giao quân sự thường niên lớn nhất của Trung Quốc, khai mạc ngày 29 tháng 10. Trung Quốc mong muốn thông qua diễn đàn này tuyên truyền tầm nhìn của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về xây dựng một thế giới an toàn hơn và thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia đang phát triển. Xuất hiện trong chương trình 60 minutes, Phó tổng thống Mỹ bà Kamala Harris cho rằng cần phải phân biệt giữa người Palestine và Hamas, đồng thời nhấn mạnh với quyền tự vệ của Israel cũng như việc người Palestine xứng đáng nhận được các biện pháp an toàn và an ninh bình đẳng bà Kamala Harris nói rằng Mỹ hoàn toàn không có ý định cũng như không có bất kỳ kế hoạch nào gửi quân chiến đấu đến Israel hoặc Gaza. Bà Harris còn nhắc lại quan điểm của chính quyền Biden rằng Israel có quyền tự vệ, nhưng người Palestine xứng đáng nhận được các biện pháp an toàn và an ninh bình đẳng. Đồng thời cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phân biệt giữa người Palestine và Hamas, lực lượng đã gây ra vụ tấn công hôm 7 tháng 10 và bị Mỹ xác định là một tổ chức chống phá nguy hiểm đã tàn sát hàng trăm thanh niên tại một buổi hòa nhạc. Theo hầu hết các ước tính, ít nhất 1.400 người Israel đã thiệt mạng. Israel không nghi ngờ gì có quyền tự vệ. Theo bà Harris, người Palestine xứng đáng nhận được các biện pháp bình đẳng về an toàn và an ninh, quyền tự quyết và phẩm giá và nhấn mạnh rằng các quy tắc chiến tranh cần phải được tuân thủ và phải duy trì dòng chảy viện trợ nhân đạo. Theo The Hill, Nội dung cuộc phỏng vấn cho thấy sự tham gia chặt chẽ của bà Harris vào phản ứng của chính quyền đối với cuộc giao tranh ở Israel và giải Gaza. Trong một tuyên bố được phát trong chương trình 60 Minutes, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gọi bà Harris là đối tác của mình để phản ứng với cuộc xung đột đang diễn ra. Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, trong tuần đầu tiên của cuộc giao tranh, phía Israel đã tiến hành các cuộc không kích lớn, loại bỏ nhiều phần tử Hamas tuy nhiên đây chỉ là bước đầu của chiến dịch và cuộc giao tranh tại gaza sẽ còn khó khăn và kéo dài các lực lượng mặt đất được tăng cường đã tiến vào gaza đánh dấu sự khởi đầu của giai đoạn thứ hai của cuộc giao tranh với mục tiêu là loại bỏ các địa điểm quân sự và chính trị của hamas cũng như đưa những con tin trở về máy bay chiến đấu của israel đã tấn công gaza bằng các cuộc không kích nhiều đêm khi lực lượng bộ binh và thiết giáp được tung ra trong một cuộc tấn công đáng kể vào vùng đất của người palestine Báo cáo của Bộ Y tế ở Gaza cho biết, tổng cộng 7.028 người Palestine đã thiệt mạng. Trong tình hình đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã một lần nữa kêu gọi ngừng bắn giữa Israel và Hamas sau khi Israel tiến hành cuộc tấn công mở rộng trên bộ và phá hủy liên lạc ở Gaza. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi thả con tin vô điều kiện và cung cấp hàng cứu trợ ở mức độ tương ứng với nhu cầu của người dân ở Gaza. Trước đó, Tổng thư ký Antonio Guterres cũng kêu gọi việc giám sát việc vận chuyển viện trợ đến giải Gaza từ Ai Cập thông qua cửa khẩu Rafah phải được điều chỉnh để cho phép nhiều xe tải hơn vào Gaza mà không bị chậm trễ. Rafah là cửa khẩu chính ra vào Gaza không giáp biên giới Israel. Nơi đây đã trở thành điểm phân phối viện trợ chính kể từ khi Israel bao vây toàn diện khu vực này để trả đũa cuộc tấn công của Hamas. Mỹ đang dẫn đầu đàm phán với Israel Ai Cập và Liên Hợp Quốc để cố gắng tạo ra một cơ chế phân phát viện trợ liên tục cho Gaza. Hiện dân thường ở Gaza không có điện thoại hoặc dịch vụ vô tuyến. Theo các quan chức Liên Hợp Quốc, việc phân phát viện trợ không được thực hiện vì các cuộc tấn công viện trợ nhân đạo bao gồm thực phẩm, nước uống và vật tư y tế đã được bắt đầu được chuyển tới giải Gaza vào tuần trước. Nhưng khi xung đột leo thang, ngày càng có nhiều lời kêu gọi viện trợ nhiều hơn cho thường dân bị mắc kẹt ở giải Gaza. Trong một thông báo trên trang mạng xã hội X, trước đây là Twitter, ông Herzi Halevi, Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết, những người lính và chỉ huy giỏi nhất đang tham gia vào chiến dịch ở Gaza. Ông nhấn mạnh, Israel đã bước vào giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột khi đặt mục tiêu loại bỏ Hamas, bảo vệ biên giới của chúng tôi và nỗ lực hết sức để đưa các con tin về nhà. Theo trang web của IDF, lực lượng đóng vai trò quan trọng trong việc tác chiến dưới lòng đất của Israel là đơn vị Jahalem, chuyên định vị và phá hủy các đường hầm. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gần đây đã đến thăm các chiến binh Jahalem và nói với họ rằng, tôi tin tưởng vào các bạn, người dân Israel trông cậy vào các bạn. Một đơn vị quan trọng khác của Israel là Sajeret Matkan, chuyên thu thập thông tin tình báo hiện trường. Sajeret Matkan thực hiện các hoạt động tình báo đằng sau chiến tuyến của đối phương và quan trọng nhất là thực hiện các nhiệm vụ giải cứu con tin. Được mô phỏng theo sát của anh, Sajeret Matkan có lịch sử lâu đời và từng hoạt động trong chiến tranh Yom Kippur cũng như cuộc giao tranh Liban lần thứ nhất và lần thứ hai. Theo IDF, trong cuộc giao tranh của Liban lần thứ hai, đơn vị này đã dẫn đầu các cuộc tấn công vào sâu bên trong Liban. Shajerev Matkan được biết đến nhiều nhất với vai trò trong cuộc đột kích sân bay Intepi ở Uganda năm 1976, khi lực lượng biệt kích của nhóm cứu 102 con tin khỏi không tạp Palestine trong chiến dịch Thunderbolt vào ngày 4 tháng 7. Shajerev 13 là một đơn vị biệt kích thủy quân lục chiến thường tham gia vào các nhiệm vụ trên bộ, trên biển và trên không. Vai trò của Shajerev 13 bao gồm tấn công cơ sở hạ tầng biển và thông tin tình báo của đối phương đơn vị này hiện đã tham chiến trong cuộc xung đột với Hamas. Đã xuất hiện một số đoạn video cho thấy họ chiếm lại một đồn quân sự ở biên giới Gaza sau các cuộc tấn công của Hamas. Sandak là một trong những lực lượng tinh nhuệ nhất của IDF, thường được giao nhiệm vụ tiến hành các hoạt động mật mà công chúng không biết tới. Đoạn video được IDF đăng trên YouTube hôm 25 tháng 10 cho thấy các binh sĩ của đơn vị Sandak loại bỏ các chiến binh Hamas và giải cứu người dân ở khu định cư Beri đơn vị Duke Devon chuyên làm nhiệm vụ tại các khu dân cư đông đúc và có thể đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch ở Gaza, nơi hơn 2 triệu người sống trên một giải đất dài khoảng 40 km và rộng nhất chỉ khoảng 12,8 km. Theo IDF, lực lượng biệt kích Duke Devon hoạt động bí mật trong cộng đồng người Ả Rập địa phương. Đơn vị IGOS được thành lập đặc biệt để giải quyết các mối đe dọa từ nhóm chiến binh Hezbollah của Liban do Iran hậu thuẫn, Mặc dù vậy, đơn vị này hiện hoạt động ở bất cứ khu vực nào cần tới chiến tranh du kích và vẫn duy trì sự tập trung đặc biệt vào miền Bắc Israel. Là một đơn vị hoạt động trong lãnh thổ do đối phương kiểm soát, vai trò của Merkav là loại bỏ các mục tiêu cụ thể và xây dựng mạng lưới thông tin tình báo. Theo IDF, ban đầu Mar Lan được thành lập vào năm 1986 với tư cách là một đơn vị tác chiến chống tăng. Đơn vị Oketz là đội đặc nhiệm K9 của Israel đơn vị này hoạt động trong các sứ mệnh chống khủng bố và tìm kiếm cứu nạn, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc giải cứu hơn 200 công dân Israel vào ngày 7 tháng 10. Đơn vị này được thành lập năm 1974 để chống lại sự gia tăng các cuộc tấn công khủng bố vào Israel. Israel ngày 28 tháng 10 tuyên bố cuộc xung đột với Hamas đã chuyển sang giai đoạn mới sau làn sóng không kích vào Gaza suốt nhiều ngày. Theo IDF, mấu chốt của chiến dịch tấn công trên bộ sẽ là dọn sạch mạng lưới đường hầm nằm bên dưới giải Gaza. Người phát ngôn IDF Jonathan Corrigot đầu tháng này cho biết Hamas đã xây dựng một mạng lưới đường hầm từ thành phố Gaza tới Khan Yunis và Rafah, biến giải Gaza này thành hai tầng. Tầng trên mặt đất là nơi dân thường sinh sống và tầng dưới lòng đất dành cho Hamas. Ông Corrigot nói thêm, đây không phải là bong ke để dân thường Gaza trú ẩn khi Israel tấn công. Nó chỉ dành cho Hamas để lực lượng này có thể tiếp tục bắn tên lửa vào Israel, lên kế hoạch hoạt động và đưa các chiến binh vào Israel. Giao tranh trên các đường phố đông dân cư ở Gaza và trong mê cung đường hầm của Hamas có thể làm cân bằng sức mạnh giữa hai bên, vì cả hai yếu tố này đều khiến Israel mất lợi thế về công nghệ. John Spencer, cựu thiếu tá lục quân Mỹ và hiện là chủ tịch nghiên cứu chiến tranh đô thị tại Viện Chiến tranh Hiện đại ở West Point cho biết, trong một cuộc giao tranh đô thị như ở Gaza, bên phòng thủ trong trường hợp này là hamas đã có thời gian để cân nhắc về việc họ sẽ bố trí ở đâu và họ có tới hàng triệu địa điểm có thể ẩn náu họ cũng có thể chọn thời điểm giao chiến bởi bạn không thể nhìn thấy họ nhưng họ có thể nhìn thấy bạn